Đây là tư duy thủ lĩnh của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi mà ông còn dưới 30 tuổi, thời kỳ còn kinh doanh tại Ukraine. Mấy bạn đón xem. Cái thực tế là Vingroup ngày nay thì trước đây một số năm là Technocom ở Ukraine, thì chúng tôi cũng có một cái kinh nghiệm cũng cái vai trò rất lớn trong cái câu chuyện là kết nối cộng đồng ở đó. Mình cũng đã tham gia vào lập cái hội đầu tiên là hội cái gì đấy, hữu nghị Việt Nam Ukraine, hữu nghị thương mại đại cái gì đấy, tên rất là phức tạp hoành tráng. Sau đó thì mình lại sáp nhập vào cái hội đồng hương và chúng tôi coi như là tài trợ toàn phần cho hoạt động của họ. Khi mình làm ấy không phải vì cái lợi ích của mình có đủ điều kiện rồi, mình chỉ là cái nhà tài trợ như kiểu mạnh thường quân thôi. Thế và mình định hướng cho họ, mình giúp đỡ cho họ bằng cái uy tín của mình tại cái địa phương đó. Thì mình đã kết nối được cái cộng đồng đó sau này phải 5-7 nghìn người. Và có thể hồi đấy theo như đánh giá các vị sứ quán ấy thì là cái cộng đồng Việt Nam tốt nhất thế giới. Thậm chí hoạt động với nhau nó có cả hương ước, có những cái tổ chức đoàn thể rất là mạnh mẽ chặt chẽ. Bởi vì đoàn thể đấy hoạt động nó có lương, nó khác chỗ khác là hội thì toàn không lương. Còn đây là mình tài trợ toàn bộ chi phí đấy cho nó. Rồi nó có cái cơ sở hạ tầng, mình xây cho họ những cái này cái kia. Còn điểm rất quan trọng là nó có uy tín với cả cộng đồng người sở tại địa phương. Đấy. Thế thì cái kinh nghiệm rất đơn giản thôi, nếu như mình mà thực sự là có tâm, thực sự là mong muốn giúp đỡ cái đồng hương của mình ấy, ở nơi xa quê ấy. Ví dụ Viettel bây giờ nếu cộng đồng ở Đông Timor mà có chẳng hạn, thì anh Hùng chỉ cần cho họ một ít kinh phí giao cho chi nhánh, các anh cố gắng là giúp đỡ họ, thì lập tức là họ sẽ quy tụ về, họ cũng cần một chỗ dựa trước tiên là tinh thần. Người Viettel bây giờ quá lớn, cũng giống như là Technocom ngày xưa ở Ukraine là cái ở Kharkov là cái doanh nghiệp lớn nhất của Kharkov tư nhân. Đấy. Thế thì họ có chỗ dựa về tinh thần, thứ hai là chỗ dựa về chất. Không cần nhiều đâu, mỗi năm anh cho họ 50 nghìn, 100 nghìn gì đấy là họ có lễ, có Tết, rồi có kinh phí cho cái nhóm nó hoạt động thôi. Thì mình sẽ kết nối được ngay. Ngày xưa chúng tôi coi đó là cái trách nhiệm của mình, vì thực sự bây giờ như các anh đi, các anh nhìn thấy ngày nay ấy, người Việt đã là quá hoành tráng so với người Việt ngày xưa, nhất là Liên Xô, nghèo đói khủng khiếp, bệ ra khủng khiếp. Đấy, họ không có cái gì cả, hàng ngày một cái tải quần bò áo gió vác vai xong rồi đứng đầu đường xó chợ buôn bán thôi. Thì tôi cho rằng là cái trách nhiệm của mình ấy với cái bà con xa xứ là bản thân mình là cái người đó. Ngày xưa bọn tôi là như thế, mình học xong mình ở lại thì mình cũng cầu bơ cầu bất giống họ thôi. Thế mình có cái điều kiện để mình thành công hơn thì sau đấy mình phải quay ra mình hỗ trợ giúp đỡ họ thôi.